Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức Mười. Hôm nay thì Lộc sẽ quay cận cảnh và chi tiết về dòng xe Honda Wave và động cơ 110 này, và đặc biệt thì báo giá chương trình khuyến mãi hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi và không cần trả trước nha các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết á, dòng xe Wave Alpha thì nó đã có từ rất lâu đời, nhưng mà hiện tại thì Honda Việt Nam vẫn còn đang sản xuất, giữ lại những cái ưu điểm, và đặc biệt hơn nữa thì xe được trang bị nhiều tính năng mới. Và đặc biệt thì đối với dòng xe Honda Wave Alpha này các bạn, hiện tại cửa hàng sẽ có đầy đủ tất cả những phiên bản màu luôn, để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Và dòng xe Wave Alpha 110 này các bạn, cũng giống như là dòng xe quốc dân vậy đó. Hiện tại thì dòng xe Wave Alpha thì giá cả nó cực kỳ là hợp lý nè. Thứ hai nữa là độ bền bỉ cực kỳ cao, và thứ ba nữa là độ tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt hơn nữa thì dòng xe Wave Alpha khi các bạn sử dụng á, sau này các bạn muốn đổi xe thì nó cũng sẽ không rớt giá nữa các bạn. Thì hiện tại dòng xe Wave Alpha này, cửa hàng đang hỗ trợ cho các bạn chương trình cực kỳ ưu đãi, hỗ trợ giảm giá ngay 1 triệu đồng cho dòng xe Honda Wave Alpha. Đặc biệt hơn nữa thì cửa hàng đang có chương trình hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi và không cần trả trước nha các bạn. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn đang cần một chiếc xe để đi làm, và mình đang sử dụng những dòng xe Trung Quốc hay là xe 50, thì cửa hàng đều hỗ trợ thu để cho các bạn được tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng nữa nha các bạn. Đối với dòng xe Wave Alpha các bạn, thì 1,9 lít nó sẽ đi được 100 km. Và hiện tại thì dòng xe Wave Alpha được trang bị động cơ 110, do Honda Việt Nam trang bị động cơ 110, độ tiết kiệm thì phải nói cực kỳ là ổn định, và đặc biệt hơn nữa thì xe vận hành cực kỳ êm ái nha các bạn. Đặc biệt thì đối với dòng xe Honda Wave Alpha các bạn, cái nét đẹp của dòng xe Wave Alpha từ xưa đến nay là được sử dụng bánh căm thắng đùm nha các bạn. Hiện tại dòng xe Wave Alpha từ xưa đến nay đều trang bị bánh căm thắng đùm nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì dòng xe Wave Alpha hiện tại Honda Việt Nam đang trang bị cho mình được phiên bản màu trắng nè, phiên bản màu trắng, phiên bản màu đỏ và phiên bản màu xanh và phiên bản màu đen nhám. Thì bốn màu này hiện tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 các bạn đang có đầy đủ tất cả những phiên bản luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì màu xanh hiện tại là dòng xe Wave Alpha phải nói là bán cực kỳ là chạy nha các bạn. Và hiện tại Hồng Đức 10 cũng trang bị cho các bạn rất là nhiều xe để các bạn dễ dàng lựa chọn ha. Ví dụ như các bạn chọn một chiếc xe Honda Wave Alpha màu xanh hoặc là màu đen thì vẫn có nhiều xe để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Thì chương trình cũng giống như Lộc vừa báo cho các bạn là chương trình mua xe trả góp không cần trả trước với lãi suất cực kỳ ưu đãi tại cửa hàng Honda Đức 10. Thì giá xe hiện tại sau khi giảm cho các bạn được 1 triệu đồng á, giá nó chỉ còn chỉ từ là 18 triệu 690 000 đồng. Thì tùy theo màu và phiên bản thì giá xe nó sẽ có cái mức giá phù hợp nha các bạn. Mình không cần trả trước giá xe luôn. Thì các bạn góp 12 tháng thì mỗi tháng góp là 2.070.000 đồng, 15 tháng là 1.778.000, 18 tháng là 1.578.000, và 24 tháng thì mỗi tháng các bạn chỉ góp là 1.347.000, thì mình sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Honda Wave Alpha động cơ 110, được gọi là dòng xe quốc dân các bạn. Xe thì được nhiều người ưa chuộng. Ví dụ như đối với dòng xe Wave Alpha các bạn, hiện tại thì Honda Việt Nam có trang bị phiên bản màu đen nhám dành cho các bạn nữa. Thì bạn nào thích phiên bản màu đen nhám thì mình hãy đến ngay cửa hàng Honda Đức 10. Và địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của Lộc là 0398811919. Số này Lộc luôn sử dụng Zalo, các bạn cứ kết bạn trực tiếp với Lộc nha các bạn. Hiện tại thì dòng xe Honda Wave Alpha các bạn, màu xanh này là phải nói là bán cực kỳ là chạy luôn á. Nên hiện tại cửa hàng đang trang bị cho các bạn rất là nhiều xe để mình dễ dàng lựa chọn hơn. Thì đối với một dòng xe Honda Wave Alpha các bạn sử dụng thì mình chỉ cần thay những cái phần hao mòn tự nhiên thôi. Ví dụ như là thay vỏ ruột nè, đổ xăng, thay nhớt, sơn nhông dĩa thì các bạn sử dụng phải nói là cực kỳ là ổn định luôn. Cần một chiếc xe đi làm hay là các bạn cần một chiếc xe đi chơi á, mình sử dụng chiếc xe Wave Alpha phải nói là cực kỳ là tiết kiệm luôn. Thì nói về dòng xe Honda Wave Alpha này các bạn, nó vẫn giữ nguyên cái nét đẹp của phiên bản Honda Wave Alpha đời trước, là sử dụng bánh căm thắng đùm và sử dụng căm chỉ các bạn. Xe được trang bị và cải tiến nhiều phiên bản màu sắc, đặc biệt thì giống như Lộc vừa nói á, phiên bản màu xanh này, xanh bạc cực kỳ chạy luôn. Và hiện tại nó vẫn giữ nguyên cái nét đẹp là sử dụng đèn halogen truyền thống nha các bạn. Với cái đèn halogen này á, nó sẽ cho ánh sáng cực kỳ là sáng và cực kỳ là ổn định luôn, giúp khách hàng mình tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Đặc biệt hơn nữa thì về phần mặt đồng hồ thì Honda Việt Nam cũng cải tiến đối với dòng xe Honda Wave Alpha các bạn. Đối với mặt đồng hồ này thì nó sẽ được bố trí một cách khoa học và hợp lý,
nó thể hiện được đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật luôn, cho nên là mình dễ dàng quan sát hơn và tạo cái sự an toàn hơn khi tham gia giao thông nha các bạn. Xe thì được trang bị đèn đèn luôn sáng các bạn, thì mình không phải bật đèn khi mà mình tham gia vào những khung đường tối nha các bạn. Về ổ khóa thì Honda Việt Nam cũng trang bị cho dòng xe Honda Venfa nè các bạn, ổ khóa đa năng. Đối với dòng xe Honda Venfa này á, nó vẫn được trang bị cái khóa từ nha các bạn. Với cái khóa từ này á, thì khi các bạn rửa xe là trời mưa rồi đó, nó sẽ không không gây hiện tượng là gò gỉ cái nước vào cái ổ khóa, nó sẽ không gây hiện tượng bị sét nha các bạn, giúp xe mình hoạt động phải nói là cực kỳ là êm ái và cực kỳ là an toàn luôn. Còn nói về dòng xe Honda Venfa thì nó được trang bị bình xăng 3,7 lít và với cái mức tiêu hao nhiên liệu là 1,9 lít đi được 100 km á, thì khi các bạn đổ đầy một bình xăng thì mình cũng vận hành một cái quãng đường cực kỳ là dài, không phải tốn nhiều thời gian để các bạn đổ xăng nhiều lần nha. Còn về hộp đựng đồ của dòng xe Venfa này á, các bạn cũng có thể để được một số vật dụng cá nhân nè, hoặc là để ống mưa hay là bóp, mình vẫn được để những cái mà cần thiết khi sử dụng xe nha các bạn. Xe thì giống như Lộc vừa báo cho các bạn á, là hỗ trợ chương trình giảm ngay 1 triệu đồng dành cho dòng xe Honda Venfa. Các bạn tham gia chương trình thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng nữa. Và đặc biệt hơn nữa thì chương trình mua xe trả góp không cần trả trước với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thì với cái gói lãi suất này á, các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn cái gói góp để sử dụng một chiếc xe Honda Venfa động cơ 110 cực kỳ là phù hợp với các bạn luôn. Thì đối với dòng xe Honda Venfa này thì hiện tại cửa hàng đang có chương trình giống như các bạn á, là phiên bản Honda Venfa không cần trả trước với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Còn nếu như các bạn sử dụng cái gói tiền mặt thì cửa hàng cũng hỗ trợ cho các bạn 1 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe, và hỗ trợ gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng dành cho các bạn, hỗ trợ bảo hành lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km. Cùng với đó thì những cái phiếu ưu đãi của các bạn khi mua xe tại hệ thống máy Thông Đức thì cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ dành cho các bạn nha. Và các bạn hãy cùng Lộc nhìn ngắm là những phiên bản màu tiêu chuẩn của Honda Việt Nam được trang bị trên dòng xe Venfa một động cơ 110 sử dụng bình xăng con, và đặc biệt là phiên bản Honda Venfa màu xanh nha các bạn. Hiện tại Venfa màu xanh này thì một số cửa hàng cũng không còn nhiều xe để cho các bạn dễ dàng lựa chọn nữa, thì hiện tại Hồng Đức 10 sẽ có đầy đủ tất cả phiên bản màu luôn. Cho nên các bạn đang có nhu cầu sử dụng một dòng xe Honda Venfa này thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Lộc, hoặc là mình đang có nhu cầu sử dụng, hoặc là những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy mua vào thời điểm hiện tại. Thì nếu như các bạn thấy video của cửa hàng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy đến ngay cửa hàng Honda Đức 10, và địa chỉ của cửa hàng là ấp Chợ Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cảm ơn các bạn đã like kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức 10. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.